được nữa. Ăn khô cái mà nó lại có nước. Cắp. Tay nó được cắp đi luôn nhá. Trời ơi. Vì là cái màn do mình là mình có nước vô là nó nhẹo quá là nó không ấy được. Ui, chết rồi, bọn trên mất rồi. Ui, đi ra nhanh quá. Mấy vò viên? Mấy vò viên chạy các loại này. Mấy vò viên các loại này. Hay là làm cái này, làm ấy được này, làm mấy viên? Viên giòn. Bắt đầu nha, bắt đầu nè, cho quay này. Nhìn này. Đây, vào đây nhá, bột. Đang đun ra vào đây này. Đấy. Đun ra xong rồi cắt bỏ vào đây. Đây chạy. Ôi trời ơi. Tí là chị ấy nhá. Để ô cái đi tí vào chị à. 4 lạng giòn. Ừ, cứ đi bán. Ồ, nhiều quá nha. Thật được. Hôm nay thắp hương. Nên làm cái gì đấy chị? Cái này làm vo viên, mình làm thuốc này.